Chuyển đến câu hỏi của sư cô thi nữ Nhuận Thanh, chúng con xin ban tổ chức chuyển đến camera của gia đình Hương Linh cũng như là camera của ban hộ niệm Phúc Thịnh Thái Bình. Xin mời bác đọc ạ. Chưa bật camera bác, bác chưa bật mic ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ được rồi, được rồi. Con kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, con kính bạch thầy Diệu Âm Tịnh Hải, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô, các anh chị và đại chúng ạ. Chồng con là Phật tử Nguyễn Duy Quang, năm nay 45 tuổi, ở Phủ Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội. Nhà chồng con có 5 anh em, 3 trai và 2 gái. Hai em trai cùng bị nghiện ạ. Một em thì đang ở trong tù. Anh rất vất vả vì gia đình. Vợ chồng con sinh được 2 người con, một gái, một trai. Trước đây anh làm nhân viên ở ban quản lý tòa nhà cho thuê của xí nghiệp sau đầu tư thuộc công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Nhà con phát hiện bệnh ung thư phổi hơn 2 năm nay. Anh không chữa trị Tây y hay hóa trị mà chỉ theo các bài thuốc nam. Đến tháng 7 năm 2023, nhà con bệnh tình nặng hơn, yếu mệt quá, anh đòi về quê. Trước khi về, chồng con tự nhiên nói với con một câu là anh tin có thế giới Tây phương cực lạc thật, có Đức Phật A-di-đà thật. Chồng con về quê thì được cậu là Bác Đạt, năm ngoái có mẹ được vãng sanh giới thiệu ban hộ niệm. Chồng con nghe hiểu ra vui mừng, phấn khởi, bảo đi mời ban hộ niệm luôn cho anh. Hơn 2 tháng, chồng con chỉ uống nước dừa, không ăn được gì. Gần nửa tháng cuối, chỉ nuốt từng giọt nước, nhưng anh vẫn tỉnh táo, minh mẫn. Trong suốt quá trình hộ niệm, hai vợ chồng con vào Zoom Thế Giới nghe giảng. Nhờ có đường Zoom Thế Giới hộ niệm, được nghe thầy Diệu Âm Tịnh Hải khai thị và được nghe hết những lá thư khuyên người niệm Phật, nên chồng con vững vàng, niềm tin hơn, quyết tâm tha thiết vãng sanh về Tây Phương cực lạc hơn. Anh giác ngộ thấm khổ, cõi người và ốm đau bệnh tật vô cùng đau khổ, bức bách nên anh chỉ mong muốn về Tây Phương cực lạc càng sớm càng tốt. Nửa tháng trước khi nhà con lâm chung, con thấy lạ là da nhà con sáng dần ra, môi càng ngày càng đỏ hơn. Mấy ngày cuối cùng, anh tinh tấn niệm Phật, dù mệt vẫn cố gắng niệm Phật. Thi thoảng lại chắp tay thành tâm tha thiết cho con về Tây Phương cực lạc càng sớm càng tốt, ngay bây giờ, ngay trong hôm nay. Ngày ra đi, chồng con đủ duyên được đạo tràng ban hộ niệm, vừa thời khóa hộ niệm xong. Một lúc sau, anh lâm chung vào gần 22 giờ đêm ngày 29 tháng 9 năm 2023. Nhà con lâm chung tỉnh táo, nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật nhắc nhở của ban hộ niệm. Khi kiểm tra thân tướng, da nhà con trắng sáng lên, môi đỏ lên rất nhiều, mắt đẹp như người nằm ngủ, thân thể mềm mại. Gia đình các cô, các bác, anh chị em thấy vi diệu, nhiệm màu quá nên tin lắm ạ. Nhà con vô cùng may mắn vì trước đây anh quá đau khổ nên từng định tự tử một lần. Rồi khi hiểu ra anh bảo may quá, anh chưa chết, không có bị đọa lạc rồi. Anh bảo không bao giờ có ý định tự tử nữa, chỉ quyết lòng niệm Phật đến hơi thở cuối cùng để vãng sanh về Tây Phương cực lạc thôi. Con xin thành kính tri ân và cảm niệm công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Ngài vô cùng từ bi hoằng dương chánh pháp, phương pháp hộ niệm. Ngài vì hàng phàm phu chúng con mà ngày ngày giảng nói, hướng dẫn chỉ điểm, giảng giải chỉ bày từng điểm, từng chút một để cho chúng con có thể đầy đủ tín nguyện hạnh và thực sự buông xả khi xả bỏ báo thân, để các ban hộ niệm hành như lý, như pháp, đoàn kết lan tỏa phương pháp hộ niệm, giúp người có duyên vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Con thấy hàng ngày các ban hộ niệm trên khắp mọi nơi tiễn đưa người vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Pháp hộ niệm thật là tuyệt vời ạ. Con xin tri ân, tán thán và tùy hỷ công đức toàn thể đại tràng ban hộ niệm và đại chúng đã tham gia niệm Phật, hộ niệm nhắc nhở, trợ duyên hồi hướng cho chồng con, sau cùng được thành công tốt đẹp ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Thực sự là pháp hộ niệm bất khả tư nghỉ. Hàng ngày ban tổ chức chúng con đều nhận được các tin vãng sanh. Thực sự là vì thời hạn của một buổi Zoom có hạn chế nên chúng con cũng không có thể cách nào trong một buổi Zoom mà đưa tất cả các tin vui vãng sanh lên được. Như ngày hôm nay chúng con chỉ dám đưa 2 tin, mặc dù là chúng con nhận được 4 tin. Vậy thì chúng ta thấy là pháp hộ niệm có bất khả tư nghỉ không chư vị? Chư vị có thấy là tuyệt vời không? Tất cả hàng phàm phu
tội chướng sâu lặng, Phật tử tại gia nhờ pháp hộ niệm mà được vãng sanh, thật là bất khả tư nghị. Kính mong các cha các mẹ, chư vị đồng tu hãy cùng nhau trân quý lấy cái pháp hộ niệm này, cùng nhau nghiên cứu thật kỹ, thực hành như lý như pháp, để một đời này chúng ta có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.